Dạ vâng, xốp dụng cụ nông nghiệp lại xin chào toàn thể các bác có chung với sở thích đam mê làm vườn, cũng là nhà có những cái loại hệ cây ăn quả như ở vườn nhà em đây. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em tiện là em làm một cái video sẽ dùng cái cây kéo cắt cành. Như các bác đang thấy trước màn ảnh đây là một cây kéo cắt cành để hạ những cái cành tán ở trên cao như này xuống. Thì với cái việc cây đây là em mới dâm ủ cái cây hoa hải đường. Cây này nó đang có chiều cao tầm độ khoảng 4 mét. Thì nếu mà mình mà các bác mà không có cái cây kéo như kia mà mình phải trèo lên hoặc là bắc cái thang chữ A hoặc là bắc giàn giáo thì nó rất là khó khăn trong cái việc sẽ cắt bỏ những cành tán này xuống. Cái việc cắt bỏ cái cành tán này là cái việc mà bây giờ em sẽ phải làm, bởi vì là cái cây này em mới dâm ủ vào hôm qua. Đấy, cho nên là cái phần lá hôm qua thì về cây về chưa kịp cắt ở bên dưới, cho nên là bây giờ em phải cắt. Thì ngay bây giờ em sẽ nhờ người cầm máy quay và em sẽ giới thiệu được các bác về cái cây kéo cắt cành trên cao nhé. Thì bây giờ em sẽ thao tác cắt cái cành này trước để các bác xem cái thao tác cắt. Thì đây là một cái cây mà nó cũng chỉ cao, cây này nó cao tầm độ khoảng 3 mét rưỡi thôi. Đấy, thì bây giờ em sẽ hạ những cái tán này xuống. Với mục đích hạ những cái tán này ấy, là để cái dinh dưỡng tập trung, cái bộ rễ của nó bây giờ đang yếu, nó sẽ tập trung nó để nuôi thân, chứ nó không phải nuôi những cái cành lá thừa và cái phần ngọn này nữa. Đấy, cây này thì em sẽ hạ tán thấp xuống để cho nó tán nó xung xuê. Đấy, sang năm sẽ cho ra hoa. Năm nay thì nó có ít hoa lắm. Thì đây các bác có thể thấy là với có cái cây kéo này thì cắt rất là tiện luôn. Thì đây là em đang cắt ở những cái cành ở phần dưới như này thì mình không sử dụng ở cái mức độ cao nhất. Đây. Thì nếu mà các bác có nhu cầu sử dụng cao hơn thì các bác chỉ việc kéo đi lên như thế này. Thì mình sẽ cắt những cành ở phía cao hơn. Đây, ví dụ như những cành này. Kể cả những cái tán trong này thì em cũng sẽ loại bỏ đi. Thì với cái cây kéo này thì nó rất là tiện. Thì các bác biết là bây giờ mà với công nghệ phát triển thì một cái cây kéo như này nó giải quyết được rất là nhiều việc, nó lợi ích nó đem lại rất là lớn. Thứ nhất là mình không phải trèo này. Thứ hai là không phải bắc thang để an toàn cho cái việc cái cây nhỏ như này mình sẽ không thể nào mà trèo lên được. Cái việc mà sở hữu một cây kéo cắt cành trên cao với mỗi một hộ gia đình đều làm vườn hoặc là có những cây cảnh cây hoa như này thì nó cũng rất là tiện. Đấy, để các bác có thể sử dụng cây kéo này. Thì em giới thiệu về cái chất liệu cây kéo này thì cái phần vỏ bên ngoài này được làm bằng hợp kim nhôm, mà đây là cái phần lưỡi. Và đây là một cây kéo mà nhà em dùng đã rất là lâu rồi cho nên là nó lưỡi nó đã bị đen rồi, nhưng mà cái đây là cây kéo vẫn còn rất là sắc. Mẫu em đang giới thiệu đây là mẫu kéo 3 mét của Đài Loan, Santa Đài Loan các bác nhé. Đây là cái mẫu này là một cái mẫu tương đối là cao cấp trên thị trường nên phần giá nó sẽ cao hơn. Đấy, bác nào quan tâm đến cái mẫu kéo này thì em sẽ báo giá ở cái phần cuối của cái video ngày hôm nay, sau khi mà em giới thiệu và test các sản phẩm này rất là chi tiết thì em sẽ báo giá. Đấy, thì em giới thiệu lốt ở phần đầu kéo nhé. Nó riêng cái hàng xịn là nó có một cái móc ở đây để giúp các bác có thể giật những cái cành khô ở trên cao xuống, hoặc trong quá trình mình sử dụng xong thì các bác móc lên treo lên rất là tiện. Về phần lưỡi kéo thì đây là cái phần màu vàng này, chính là cái phần mà sẽ giúp cho các bác khi mà cắt thì nó sẽ kẹp lại cái phần cuống của hoa quả, giúp cho hoa quả của mình không bị rơi xuống đất đập vỡ. Còn bên này là phần lưỡi kéo sẽ cắt ở đây. Thế còn cơ cấu hoạt động của cái kéo này thì rất là đơn giản. Về nguyên bản thì khi mà các bác sử dụng lưu ý giúp em là nó sẽ có những cái lỗ ở trên cái thân kéo này. Thì cái lỗ này nó sẽ ăn khớp với lại cái trục chuyển động ở phía bên trong. Đấy, thì khi bác kéo đến thì nó phải cái cửa của nó này, chính là cái phần này nó phải kêu tạch một cái như này thì là đã sử dụng được. Đấy, có nhiều bác về cứ để ở chế độ như này là bóp cái lưỡi kéo này nó sẽ không chuyển động các bác nhé. Đấy, lưu ý giúp em trong quá trình sử dụng là như thế. Thì để sử dụng kéo dài thì bác cứ việc bóp như này và kéo dài lên, một tay các bác bóp ở đây, một tay kéo cái lưỡi kéo này, cái thân kéo này dài ra. Thì cái cây kéo này là cây kéo cắt cành 3 mét, cho nên sử dụng tối đa sẽ được 3 mét và nó rất là cao. Ví dụ em đứng ở đây thì các bác thấy là giơ lên này có thể hoàn toàn cắt được những cành rất là cao ở trên này.
cắt rất là sắc. Bây giờ em thao tác cái quá trình cắt để giữ cành cho các bác xem nhé. Thì đây là em đang giữ cái cành để cho các bác xem này. Đó, rất là chắc, không bị rơi. Bây giờ mình buông kéo ra thì nó mới rơi. Cái cơ cấu hoạt động thì khi mà các bác sử dụng cái quả, cái phần tay bóp ở đây thì ở cái phần lưỡi kéo kia nó sẽ chuyển động. Này các bác, khi bóp ở đây thì cái đầu lưỡi kéo ở đây nó sẽ chuyển động như thế này. Và sẽ cắt những cành ở trên cao xuống rất là đơn giản. Thì các bác thấy đấy, bây giờ mà ví dụ nhà mình có thể đi mượn cũng được. Bây giờ trong trong các hộ dân, trong gia đình thì nhiều nhà đã sử dụng cái cây kéo này rồi. Thế nhưng mà nếu mà mình nhiều khi mà đi mượn thì cũng ngại. Mà có khi hàng xóm cho nhưng mà mình thấy bất tiện ấy. Cho nên cách tốt nhất là các bác liên hệ bên em để đặt hàng. Với một cái cây kéo như này thì hiện tại bên nhà em đang bán giá là 850.000. Hàng là hàng xịn Đài Loan các bác nhé. Thì đây là cây kéo Santa hàng Đài Loan. Với các bác mà có nhu cầu mua cho cái cây kéo này thì em báo lại giá đang là 850.000. Các bác có nhu cầu mua thì điện trực tiếp cho cơ sở bên em để nhận được cái thông tin đặt hàng cũng như là quá trình giao hàng, vận chuyển hàng. Ở shop em thì ở tại Bắc Giang. Bác nào ở gần thì có thể tham khảo và tới tận nhà để chọn về các cái mẫu kéo này. Và trong cái video ngày hôm nay thì shop em chỉ giới thiệu về cái mẫu kéo, một cái mẫu kéo hàng Đài Loan này thôi. Bên nhà em thì còn rất là nhiều những cái dụng cụ khác liên quan đến dụng cụ nông nghiệp. Và bây giờ thì em có làm thêm cả về mảng cây giống này nữa. Các bác có thể thấy là bên dưới này là cái khu vực ươm cây hoa hải đường giống này. Ví dụ cây nhỏ, đây là cái phần cây nhỏ. Đây là phần cây nhỏ này, em vừa mới ươm đây. Đây là phần cây to, thân to. Cây thân to này là cũng rất là đẹp rồi. Còn đây là cái cây to hơn nữa cho các cái mẫu này. Đấy thì bên cạnh cái kéo em vừa giới thiệu thì có rất là nhiều các cái sản phẩm khác và giống về cây trồng cũng như là các loại bầu ươm, bầu chiết, dao, chiết ghép các thứ rất là nhiều. Đấy, các bác có nhu cầu quan tâm đến cái sản phẩm nào thì đăng ký vào kênh dụng cụ nông nghiệp bên nhà em. Mỗi ngày em sẽ lên một cái video giới thiệu vừa về giống cây trồng, các loại giống cũng như là các cái sản phẩm dụng cụ nông nghiệp có liên quan phục vụ các bác đam mê yêu thích làm vườn, cây cảnh, cây bonsai, cây công trình. Đấy. Cái video này shop dụng cụ bên em xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bác trong những cái video ngày mai. Và xin chúc tất cả các bác có những cái giao dịch thành công với shop của em. Xin chào các bác.